Phước đức nhân duyên bởi tại người, luật đời nhân quả có lâu rồi. Lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ còn bôn ba. Chớ tưởng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì. Trần gian vẫn đóa bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ, muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, tháng 7 cô hồn, lẽn làm điều này. Vận may liên tục kéo đến, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng có tiền tỷ cầm tay. Quý vị thân mến, kiếp nhân sinh này chính là những ngày tháng nối tiếp nhau trong khổ ải trần gian, chỉ có những người ăn ở thiện lương, phúc dày mệnh lớn, kiên cường để đi qua mọi sóng gió, chèo lái con thuyền cuộc đời đi đúng hướng và gặt hái nhiều thành công như ý. Họ điên cuồng phấn đấu, điên cuồng nỗ lực để đạt được thành công danh vọng, tiền tài và lòng tham con người là vô đáy, càng ham muốn nhiều lại càng muốn có thêm nhiều. Trong tử vi 12 con giáp, tuổi Đinh Tỵ bước vào tháng 7 cô hồn này dù có tài giỏi, thân tài trợ lực nhưng cũng khó mà vượt qua được. Bởi hung tinh chiếu mệnh, dễ bị kẻ gian phá đám hãm hại, công việc bế tắc, tài chính hao hụt, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất khổ sở trăm bề. Vậy, vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng âm lịch này mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên, sẽ là vận mệnh tính cách đặc trưng tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Tử vi chọn đời nhận định, người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, hay còn gọi là đầm nội chi xà, rắn trong đầm, ngũ hành bản mệnh, xa trung thổ, đất trong cát, tướng xương, xương con rắn, tướng tinh con cú. Đinh Tỵ sinh năm 1977, có nạp âm ngũ hành là xa trung thổ, do can đinh hỏa, ghép với chi tỵ hỏa, ta có can và chi cùng hành hỏa lại tương hợp ngũ hành với nạp âm. Thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời từ tiền vận cho đến hậu vận. Dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn trở ngại cũng dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng. Sinh vào mùa hạ là thuận mùa sinh, nếu ngày sinh có can giáp, ất, bính, đinh, sinh giờ sửu mùi còn được hưởng phúc đức của dòng họ. Đinh Tỵ là người rất tinh ý, thông minh, có điều thành gia chủ trí giả nhà kinh doanh đầy mưu kế, bản thân họ cũng là người có năng khiếu về nghệ thuật. Người tuổi Tỵ là người có tính độc lập rất cao, ít khi chịu phụ thuộc vào người khác. Họ giao tiếp không rộng rãi, tính rất cẩn thận và thận trọng khi nghe và tin người khác. Bởi bản tính đa nghi của người tuổi này, họ cũng là một người rất hài lòng với cuộc sống của mình, thích sự hài hước. Bản mệnh cuộc đời cũng qua nhiều sóng gió, nhưng khi vừa ở vào số tuổi trung bình thì hưởng được một cuộc sống khá đầy đủ. Số phải nhờ đến gia tộc, người thân mới có thể phát triển được sự nghiệp và cơ nghiệp trong cuộc đời. Về danh phận không lên cao mà vẫn âm thầm kín đáo, cuộc sống không có những sôi động hấp dẫn và chỉ diễn tiến theo mức độ bình thường. Tóm lại, mệnh chủ tuy qua nhiều sóng gió từ lúc nhỏ, nhưng khi qua tuổi 30 thì tuổi Đinh Tỵ vững vàng việc làm ăn và mức sống ở trong mức độ bình thường. Tính cách của bạn thiếu sự thuần nhất, thường tự mâu thuẫn với bản thân mình, nhiều khi tính nết không đồng nhất, có phần thất thường, có những lúc họ rất tinh tế nhạy cảm, thông thái, nhưng cũng có lúc sự tinh tế và thông thái của họ lại biến đâu mất. Trong công việc và hành động cũng vậy, giống như hình ảnh một con chuồn chuồn đậu trên một cành cây gần mặt nước, phân vân vừa muốn bay, lại vừa muốn đậu lại. Có những lúc họ rất nhiệt tình hừng hực quyết tâm,
sẵn sàng không tiếc công sức vào bản thân để vì sự nghiệp, nhưng rồi cũng có lúc họ mệt mỏi chán trường, dường như yếu ớt. Đặc trưng của Đinh Tị là tính điềm tĩnh, khoan dung, kiên trì chân lý, niềm tin và khá bảo thủ. Họ có ý thức về bản thân, coi mình là tôn quý khác với tục thế. Vì thế nên họ cô độc, ít bạn bè, những người được coi là bạn thường ít chơi rất thân, có nhiều ân tình nghĩa lụy và họ rất tôn trọng, yêu quý bạn bè. Sự nghiệp thì hoàn thành mau lẹ, tuy không được giàu sang phú quý, nhưng cuộc đời được nhiều sung sướng, tiền bạc vẫn ở trong mức độ bình thường. Vào ra đều đặn, không bao giờ thiếu hụt hay dư giả nhiều, đó là mạng số của bạn về sự nghiệp tiền tài như vậy. Với tính cách thông minh, biết xử lý nhiều tình huống thì người tuổi này thích hợp làm các nhà quản lý, tổ trưởng, nhóm trưởng. Để đốc thúc và phân công được công việc rõ ràng, chi tiết, cùng với đó cần sự công minh, công bằng, biết cách phán xử khi có những tranh cãi xảy ra. Lúc này cũng gần đến tính cách của người tuổi này. Không những thế, các ngành nghề như giáo viên, nhà tâm lý học, doanh nghiệp đều rất phù hợp với người tuổi Đinh Tị. Sẽ phát huy được hết tinh thần khả năng, năng lực của người tuổi này trong công việc của họ, còn đưa công việc có sự phát triển hoàn thiện được bản thân mình tốt nhất. Nam mệnh sinh năm 1977 là người có tính cách ngay thẳng và nghị lực mạnh mẽ. Người tuổi này có trái tim lương thiện, thích giúp đỡ người khác nên phúc đức dồi dào. Cuộc đời của nam tuổi Đinh Tị thời trẻ có nhiều trải nghiệm thực tế, thích giúp đỡ mọi người nên thường hay có quý nhân giúp đỡ những lúc gặp khó khăn. Từ độ tuổi trung niên, tài vận lẫn sự nghiệp đều phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, người tuổi này còn có nhiều tài năng trong kinh doanh. Thời trẻ nam tuổi Đinh Tị sẽ có nhiều trải nghiệm ở bước đầu lập nghiệp. Tuy nhiên, nếu không ngừng nỗ lực và kiên trì đến cùng thì thành công ắt sẽ đến. Từ năm 30 tuổi trở đi, người tuổi này làm đâu thắng đó, công việc hanh thông suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Do ăn ở ngay thẳng hiền lương nên gặp khó khăn cũng có quý nhân giúp đỡ, hậu vận vợ chồng sung túc đủ đầy, con cháu đề huề giỏi giang ngoan ngoãn. Nữ mệnh Đinh Tị là người độc lập và tràn đầy năng lượng, bên cạnh đó, người tuổi này có tài năng kinh doanh thiên bẩm. Càng trải nghiệm nhiều, càng thành công trong sự nghiệp, tích cực làm nhiều việc thiện thì hậu vận tốt đẹp, gia đình có của ăn của để. Vào giai đoạn niên thiếu của cuộc đời, đường công danh của nữ mệnh có thể trải qua một số biến động. Nếu cố gắng, siêng năng học hỏi để phấn đấu thì sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, tài vận sáng lạn nhiều cơ hội rộng mở, đồng thời tình yêu đích thực cũng tìm đến với người tuổi này, hôn nhân hạnh phúc ấm êm. Về cơ bản, Đinh Tị 1977 sẽ có nhiều cơ hội mở mang sự nghiệp hơn trong năm Giáp Thìn 2024, mưu sự có cảm giác dễ dàng hơn. Tuy nhiên thành bại vẫn do bản thân nỗ lực là chính, sự giúp đỡ của người khác chỉ là yếu tố phụ, gia đạo hay tiền bạc cũng ít phải lo toan. Phương diện sức khỏe cần được chú ý chăm sóc nhiều hơn, để khía cạnh thể chất lẫn tinh thần luôn được duy trì ở mức tốt nhất, mệnh chủ nên có cho mình kế hoạch ăn uống, ngủ nghỉ khoa học. Đôi khi trong cuộc sống có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều dường như chống lại bạn, đến nỗi bạn cảm tưởng mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng hãy cố đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ thay đổi. Ta không muốn tầm thường, vậy ta phải nỗ lực. Ta không muốn nhạt nhòa, vậy ta phải chăm chỉ thăng hoa. Ta không muốn là một người vô tâm, không muốn là một kẻ thiếu nhân tính. Vậy thì cần tiền tài để hóa giải họa hại tai ương, cần thành công để không bất lực cắn răng đầy ai oán. Khi không giúp đỡ được những người mình yêu thương trong cuộc đời, hãy tin vào chính bản thân, bạn sẽ làm nên những điều kỳ diệu và ý nghĩa cho cuộc đời này Đinh Tị nhé. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. Tháng 7 âm lịch này là tháng nhâm thân, thiên can nhâm thủy, địa chi thân kim, bản mệnh Đinh Tị, do can đinh hỏa, ghép với chi tị hỏa. Trong tháng cô hồn theo ngũ hành cho thấy, con giáp này có nhiều thăng trầm, thế nhưng nếu họ biết tập trung vào những điều tích cực thì cuộc sống vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc. Xem tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, lời khuyên dành cho con giáp này đó là bớt để ý đến chuyện của người ta. Nên chăm sóc đời sống cá nhân của mình thật tốt, đó mới là ưu tiên hàng đầu lúc này. Tương phá dự báo sự mâu thuẫn trong tính cách từ chỗ làm cho tới về nhà, khiến tuổi Đinh Tị không vui. Đôi khi bạn cảm thấy mất hứng thú với những người có tính cách hấp tấp, bồng bột và không biết lắng nghe. Nguyệt lệnh trường sinh cho thấy bản mệnh là người tài hoa, say mê lao động làm việc, tuy nhiên không phải khi nào người ta cũng công nhận công sức của bạn. Nhưng điều quan trọng là bạn đang tiến bộ mỗi ngày sau quá trình không ngừng rèn rũa bản thân, thành công sẽ đến theo một cách rất tự nhiên trong tương lai, bạn không cần phải vội vàng. Vì quá bận rộn nên con giáp ít dành thời gian để cải thiện chuyện tình cảm, thế nhưng may mắn có thái âm cát tinh hỗ trợ nên bạn vẫn được bạn đời ủng hộ nâng đỡ. Vận trình tình cảm nhờ thế mà bớt đi sự căng thẳng,
Bạn là người có trái tim nhiệt huyết và luôn hết mình vì đam mê. Tính cách lạc quan giúp bạn luôn tìm thấy niềm vui trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngay cả trong thời điểm tăm tối nhất, bạn cũng sẽ cần tỉnh táo và cẩn trọng với những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Quản lý vấn đề cá nhân sẽ dễ dàng hơn nhiều việc chịu trách nhiệm thay ai đó. Để tận dụng tối đa vận khí thuận lợi, bản mệnh nên nỗ lực làm việc với tinh thần cầu tiến, chăm chỉ, trung thực. Vận trình tử vi nhìn chung khá suôn sẻ, được thiên thời địa lợi nhân hòa. Đây là thời cơ chín muồi để bản mệnh lên kế hoạch hiện thực hóa những dự định quan trọng của bản thân. Tháng cô hồn theo quan niệm dân gian cũng là tháng xấu, tháng đen đủi, không thích hợp để làm những chuyện lớn, chuyện đại sự trong đời như cưới xin, làm nhà hay cầu tài lộc. Ở Việt Nam, tục cúng cô hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Việt thì trong tháng cô hồn, việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu, mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh, mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. Ngoài ra, tháng 7 âm cũng là lễ Vu Lan báo hiếu. Theo lời Phật dạy, các Phật tử muốn báo hiếu cho đấng sinh thành thì đều cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho cha mẹ và cầu phúc giải thoát cho những vong hồn, nguồn gốc khác nhau. Nhưng hai lễ cúng lớn trong tháng 7 âm lịch đều mang ý nghĩa nhân văn cao cả, đề cao lòng hiếu thảo, báo hiếu công ơn cha mẹ và làm phúc ban ơn, bố thí cho kẻ đói khổ. Xét phương diện sự nghiệp Đinh Tị tuổi sinh 1977, tháng 7 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, về phương diện công danh của tuổi Đinh Tị lúc này có nhiều thăng trầm khó lường. Nhưng dù sao đây cũng là cơ hội để bản mệnh thể hiện bản lĩnh của mình trong việc kiểm soát vấn đề. Thiên ấn chiếu mệnh có lợi cho những bạn làm công chức hoặc đang nắm giữ chức vụ quan trọng ở cơ quan, dù không phải là người quá nổi bật. Nhưng tiếng nói của bạn trong công việc có giá trị, luôn nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh. Thiên quan dự báo có những rắc rối khó lường, khiến bản mệnh phải phiền lòng bận tâm. Ngay lúc này không nên phó mặc cho số phận hay thờ ơ với mọi thứ xung quanh, vì bạn đủ khả năng để chuyển bại thành thắng trong thời gian ngắn. Bạn có thể phá vỡ những lệ thói, quan niệm cũ trong công việc để bước sang một giai đoạn mới. Lúc này khá khó khăn, mệt mỏi, nhưng tương lai bạn sẽ có những bước tiến đáng kể. Thời gian trong tháng cô hồn này, người đang tìm việc thì quá lo lắng, bận rộn với nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau. Nhưng kết quả không như ý, bạn cần điều chỉnh hướng đi mới, cải thiện kỹ năng còn thiếu để chinh phục giấc mơ của mình. Ở độ tuổi này, công việc tuy không có những bước phát triển bứt phá, nhưng lại rất vững vàng, làm tới đâu chắc thắng tới đó. Đôi lúc công việc gặp trục trặc không như ý, nhưng với bề dày kinh nghiệm Đinh Tị có thể xử lý êm xuôi tốt đẹp. Mệnh chủ nên duy trì những thành quả cũ, trước các quyết định thay đổi thì cần có sự tính toán thận trọng, không nên liều lĩnh. Xét phương diện tài lộc Đinh Tị tuổi 1977 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch cho thấy, vận trình tài lộc của người tuổi Đinh Tị thăng trầm không ổn định chút nào, thế nên ngay khi kiếm được tiền nên để dành tiết kiệm, không nên tiêu xài hoang phí. Tài vận khởi sắc nhờ tam hợp cục chiếu cố, tiền bạc cho phép bạn mở rộng tầm mắt và sẽ cung cấp cho bạn những cách tốt nhất để đạt được sự hài hòa và cân bằng. Ngày mới này có lợi cho việc mua bán đất đai, đi xa kiếm tiền, mua bán đồ vật có giá trị hoặc ký hợp đồng. Trong khi đó, khi khó khăn thì càng tìm cách để cải thiện kỹ năng kiếm tiền của mình, học hỏi thêm để khai thác các cơ hội đầu tư một cách hiệu quả. Trước khi đi chợ hay siêu thị nên cẩn thận ghi hết những món đồ cần mua ra giấy. Lúc đi mua thì chỉ đến đúng chỗ, không nên lang thang ngắm nghía thêm vì có nguy cơ bạn mua nhiều hơn so với những gì mình cần. Tháng này đừng quên kiểm tra xem khóa cửa ra vào và cửa sổ trong nhà có còn hoạt động tốt hay không. Khi ra ngoài thì cần cất giữ những vật dụng có giá trị để giảm bớt tổn thất về tiền bạc. Xét phương diện tình duyên gia đạo tuổi Đinh Tị sinh 1977, tháng 7 âm lịch. Về phương diện tình duyên, tháng này ngũ hành xung khắc cho thấy vận trình tình cảm của con giáp tuổi Đinh Tị không được thuận lợi. Người độc thân không nên vội vàng, hãy bình tĩnh chờ đợi một thời gian nữa xem sao. Biết đâu trong những lúc không ngờ nhất thì tình yêu lại đến với bạn một cách bất ngờ, muộn một chút nhưng đúng người là được. Người có đôi lúc này có xu hướng lơ là, không quan tâm tới người ấy chu đáo, nên chính bạn cũng cảm thấy có lỗi. Thế nhưng may mắn là sau khi nghe bản mệnh giải thích và cách bạn thể hiện sự chân thành đã khiến đối phương chủ động hỗ trợ bạn trong cuộc sống. Tình cảm tuy không thăng hoa, nhưng tạo cho con giáp tuổi này cảm giác bền vững, an ổn. Trong tháng 7 âm lịch, thất xích bay về phương chính nam, phụ nữ trong gia đình bạn có thể bất hòa gây chia rẽ nội bộ, khiến bầu không khí trong nhà căng thẳng.
Nếu muốn giữ cho mái ấm luôn an vui, nên dành nhiều thời gian chăm sóc những người thân trong nhà, tình cảm gia đình sẽ càng thêm khăng khít sau những khoảnh khắc vui vẻ bên mâm cơm nhà hoặc trong các chuyến du lịch. Ngoài ra, việc chủ động quan tâm sẻ chia cảm xúc qua lời trò chuyện thân mật cũng giúp gia tăng tình thân. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, tháng 7 âm lịch. Vận trình tháng 7 âm lịch này của tuổi Đinh Tỵ có nhiều quyết tâm trong việc cải thiện sức khỏe, nhưng không phải khi nào bạn cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiên, đó cũng là bước tiến so với chính bạn trước đây, một người không nghĩ tới thể dục thể thao. Thời gian này, thức ăn quá nóng hay quá lạnh đều không tốt cho sức khỏe, chú ý ưu tiên ấm, mềm, nhạt, bản mệnh nên lưu tâm hơn tới vấn đề ăn uống. Nên ưu tiên độ ăn theo mùa vì chúng hỗ trợ năng lượng cho bạn rất tốt. Nếu bị bệnh, bản mệnh nên ưu tiên các phương thức chữa trị thông thường, có tính phổ biến. Đừng xem thường những thứ đơn giản xung quanh chúng ta, những phương pháp mới chưa chắc đã phù hợp với bạn. Lời khuyên để có được sức khỏe dồi dào là lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống khoa học. Ngoài ra, các hoạt động thể thao vừa sức không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, săn chắc mà còn nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch tuổi Đinh Tỵ 1977. Tháng 7 này được coi là một tháng vượng nhân duyên đối với Đinh Tỵ, bằng chứng là bạn sẽ có kha khá ngày may mắn trong tháng, mà đa phần vào những ngày đó đều là cơ hội để bạn đón nhận hạnh phúc. Ngày mùng 3 âm lịch. Ngày này hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển sự nghiệp cho bạn, vì thế bạn cần phải năng động nắm bắt lấy và đừng để vụt mất bất cứ cơ hội tốt nào. Ngày mùng 6 âm lịch. Nếu bạn đang ấp ủ kế hoạch táo bạo, đây là thời điểm tốt để tiến hành vì bạn có thời cơ được ưu ái, hỗ trợ và suôn sẻ trong hoạt động cộng tác. Ngày mùng 9 âm lịch. Một ngày làm việc thảnh thơi và nguồn cảm hứng không ngừng. Ngày 13 âm lịch. Bạn vô cùng hào hứng và hăng say trong công việc, bạn chủ động nắm bắt nhiệm vụ và lập kế hoạch thực hiện rõ ràng. Ngày 15 tháng 7 âm lịch, vận may đang đứng về phía bạn, có lợi cho việc phát huy năng lực bản thân và nâng cao khả năng cạnh tranh tại nơi làm việc. Ngày 20 âm lịch. Bạn rất hòa thuận với đồng nghiệp, phối hợp ăn ý với nhau nên quá trình khá thuận lợi, đạt được kết quả tốt mà không tốn quá nhiều công sức. Ngày 23 âm lịch. Nhận được sự tin tưởng khi giúp đỡ đồng nghiệp hòa giải tranh chấp, con đường sự nghiệp của bạn rất thuận lợi và bạn càng ngày càng nhận được nhiều sự tín nhiệm từ sếp và đồng nghiệp. Ngày 25 âm lịch. Các mối quan hệ xã hội của bạn ngày một củng cố và mở rộng, do đó bạn có thể dễ dàng kết thêm nhiều bạn mới và quen được với nhiều đối tác thú vị khác. Ngày 28 âm lịch. Một vài cơ hội sẽ nhanh chóng xuất hiện, dù nhỏ nhoi nhưng công việc ấy sẽ giúp bạn có được nguồn kinh nghiệm phong phú và ghi điểm trong mắt sếp. Tiếp theo đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Đinh Tỵ 1977. Đầu tiên, chúc mừng người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết kim chập, vạn vật bừng tĩnh sau mùa đông lạnh giá. Tuy nhiên, còn đôi chút ngỡ ngàng sau giấc ngủ dài, không biết phải làm sao cho phải. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng này mang chút mơ hồ như vậy, tinh thần không được tốt cho lắm, khó có thể tự lập, càng không nói đến chuyện một tay làm nên cơ nghiệp. Những chú giáng sinh vào tháng 2 âm là người phúc mỏng lộc chẳng nhiều, trong đời gặp phải khá nhiều hoạn nạn, lúc nào cũng có chuyện phiền phức khổ tâm gây phiền não. Họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, biết linh hoạt ứng biến tùy theo từng tình huống, tinh thần ham học hỏi, luôn phấn đấu hết mình, dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ, thì với tài năng của bản thân, người này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp, thành công không quá khó khăn. Tuy có nhiều lý tưởng và tham vọng muốn thực hiện, nhưng người có tài mà không có cơ hội thì cũng khó bề thi triển sức mình, muốn giành được thành công chẳng mấy dễ dàng. Nếu có thể cắn răng nhẫn nhịn, nhìn vào thực tế mà đi từng bước nhỏ vững chắc, không mơ ước quá xa vời thì có thể thay đổi vận mệnh, có được những gì mình muốn. Tính cách người này khá trầm lắng, thích yên tĩnh, ham học hỏi, có tài năng về thơ ca nghệ thuật nhưng không may chẳng tìm được nơi dụng võ, bất mãn với thời cuộc. Ý chí phấn đấu ngày càng sa sút, lý tưởng cũng héo mòn, chỉ biết ngày ngày làm những chuyện nhàm chán, chẳng còn tham vọng sự nghiệp, cũng khó giành được thành công trong cuộc sống. Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, sang tháng 7 âm bạn gặp không ít khó khăn trong việc kết nối, hợp tác, làm việc chung với người khác. Đôi bên đều có những suy nghĩ và cách đánh giá vấn đề khác nhau, bất đồng quan điểm lại chưa tìm được cách dung hòa, nên công việc chung bị ảnh hưởng theo. Những ngôi sao cát lành xuất hiện, sự nghiệp của họ lại có quý nhân giúp đỡ, nên tiến triển vô cùng thuận lợi, tiền bạc kiếm dễ hơn bao giờ hết. Giai đoạn này, sự nghiệp của đương số có bước đột phá tưng bừng,
họ rất dễ thăng chức tăng lương, vận trình của họ đi theo chiều hướng rực rỡ chưa từng có. Sự nghiệp trôi chảy cũng mang lại nguồn thu nhập ổn định và tăng lên rất nhiều so với thời gian trước đây. Tiền của bạn ở thời điểm này rất rủng rỉnh, họ không còn phải đau đầu vì tiền nữa. Vận mệnh người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, người tuổi Đinh Tỵ sinh vào thời điểm này trong năm là người trung hậu, tính tình ôn hòa nhã nhặn, có tinh thần nghĩa hiệp, tư chất thông minh, dù là con đường học vấn hay con đường sự nghiệp của người này cũng khiến cho bao người thầm mong ước. Họ có tài năng xuất chúng, đa tài, đa nghệ, chí dũng song toàn, dường như có thể là làm được tất cả mọi điều, chỉ cần họ muốn mà thôi. Đầu óc lanh lợi, thông minh, họ còn giỏi quan sát thời thế nhân tâm nên mưu sự tất thành, người này có thể khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua gian nan trở ngại để giành lấy những gì mình muốn, gia vận hưng vượng, chuyện cát khánh cực nhiều, cuộc đời bình an phúc lộc lâu dài. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp, người sinh tháng 4 âm khả năng lĩnh ngộ cao, cái nhìn sắc bén, nhanh nhạy nắm bắt vấn đề. Lại có quý nhân chỉ lối dẫn đường nên bản mệnh có thể làm nên nghiệp lớn, gặt hái được nhiều thành công vang dội. Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, trong tháng 7 âm này công việc của tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 4 đang có những tiến triển đáng mừng, bản mệnh được trao cho cơ hội tốt, hóa giữ thành an bằng chính tài năng, sở trường của mình. Song con giáp này không nên chủ quan mà ngủ quên trên chiến thắng quá lâu, kẻo chẳng mấy chốc mà trượt dài trên thất bại. Tài chính của con giáp này cũng đang trên đà khởi phát vì có nhiều tín hiệu cho thấy tiền bạc đang lần lượt đổ về, tuy nhiên các khoản thu phụ bên ngoài hầu như không có. Điều này chứng tỏ bản mệnh sẽ phải bỏ không ít mồ hôi công sức mới có được những thành quả này, chứ không phải do may mắn, lộc lá trên trời rơi xuống. Phương diện tình cảm không có dấu hiệu cải thiện, người độc thân vẫn mãi mê phấn đấu sự nghiệp, nên không có nhiều thời gian cũng như tâm trạng để nghĩ tới chuyện yêu đương, chính bản mệnh cũng đang tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại và chưa muốn tiến xa hơn. Vận mệnh người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm trong năm là tiết tiểu thử, người tuổi Tỵ có tháng sinh âm lịch rơi vào tháng 6 là người có lòng từ tâm, chân thành đối đãi với mọi người, có tài mà có đức, họ được trời ban cho phúc lộc, vạn sự như ý, danh lợi song toàn. Đây là người có quý tướng, thời trẻ chuyện học hành suôn sẻ, thông minh hơn người, dù đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến và chào đón. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng rất tốt đẹp, vợ chồng ân ái hạnh phúc bền lâu, có ý chí, có tham vọng, họ là người kiên cường dám nghĩ dám làm, có tố chất lãnh đạo, dù là theo đường quan lộ hay theo nghiệp kinh doanh, thì người tuổi Tỵ sinh tháng 6 âm lịch cũng giành được những thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ, có tiền bạc dồi dào và địa vị xã hội khá cao. Tử vi cho biết, những người này là con giáp thông minh, có trí óc tốt, hiểu biết phi thường, tràn đầy sức sống và có sức quyến rũ. Đối với những người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 6, vận may trong tháng 7 của bạn cũng đáng mừng không kém. Về mặt sự nghiệp, bạn sẽ thể hiện được tài năng vượt trội, được lãnh đạo đánh giá cao và có cơ hội có được không gian phát triển tốt hơn. Về mặt tài lộc, đương số sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, chỉ cần giỏi nắm bắt thì có thể kiếm được rất nhiều tiền để trả nợ. Nhiều người còn có cơ may trong các cuộc chơi một đối một. Về mối quan hệ, hội độc thân sẽ gặp được người mình thích vào một dịp bất ngờ, còn những người đang yêu cần phải quan tâm đến nhau nhiều hơn và cùng nhau trải qua khoảng thời gian tuyệt vời này. Vận mệnh người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm rơi vào tiết Bạch Lộ, người tuổi Tỵ sinh vào tháng âm là những người vui vẻ nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, trọng bạn bè và cũng có mối quan hệ vô cùng rộng khắp. Họ thông minh nhanh nhẹn, lại lương thiện chân thành, cũng có tài năng nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ, bản thân lại có khả năng nên chuyện thăng tiến không quá xa xôi. Họ là những người thân thiện cởi mở, rất chân thành đối đãi với mọi người, nên có mối quan hệ xã giao rộng khắp, tài năng xuất chúng, tiền bạc dư dôi, dù làm chuyện gì họ cũng dễ dàng đạt được thành công. Đây còn là người rất giỏi kinh doanh, nếu theo nghiệp làm ăn buôn bán thì chắc chắn chuyện kinh doanh sẽ vô cùng phát đạt, tiền bạc theo nhau đổ về nhà. Nhờ tài năng đức độ, tích đức hành thiện, người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng này không phải chịu nhiều vất vả cơ cực trong đời, được hưởng cuộc sống an lạc thảnh thơi, phú quý trường cửu, bạn bè ở khắp bốn phương họ sống vui vẻ và được nhiều người yêu mến, mọi việc lên xuống thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến xê việc không đủ phân minh, nếu cứ để tình cảm vướng mắc ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì, công việc người tuổi Đinh Tỵ hãy cố gắng kiềm chế cái tôi, từ đó dự án đảm nhận đạt được thành công lớn. Những ai đang nối nghiệp gia đình hoặc muốn kinh doanh riêng sẽ được người có kinh nghiệm giúp đỡ, hãy mở lòng lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác. Tài vận tiến triển nhờ thiên tài trợ vận, dù năng lực chưa thực sự xuất sắc nhưng bạn là con giáp tiết kiệm, ham làm, luôn biết kiếm tiền từ nhiều nguồn. Bạn không nên tự đắc khi gặp may,
Hãy im lặng, tiền bạc sẽ âm thầm tìm tới bạn, mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt lệnh thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Đinh Tỵ đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con. Sẽ buồn xuôi gió, nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé. Ngũ hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn, đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. Vận mệnh người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trong năm là tiết tiểu hàn, trời giá buốt, rắn không muốn ra khỏi hang, cũng chẳng nhìn thấy ánh mặt trời. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng này cũng vì thế mà phải chịu cảnh cơ hàn, luôn gặp phải chuyện rắc rối phiền não, khổ tâm không dứt, là người có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài năng và đức độ, nhưng thành công đến với họ không mấy dễ dàng, họ có thể chịu khó chịu khổ, ăn gió nằm xương để thực hiện lý tưởng của mình. Nếu giành được thời cơ thuận lợi thì vẫn có cơ may làm nên sự nghiệp thành công, nhưng nếu muốn gây dựng sự nghiệp to lớn thì e rằng mong muốn khó thành hiện thực. Sinh không gặp thời, thời trai trẻ người này phải chịu nhiều cực khổ, mãi tới những năm tháng cuối đời mới gặp được may mắn, là người có tài, có tinh thần trách nhiệm cao, ghét chuyện bất bình, tính tình lại nóng nảy, nên họ dễ đắc tội với người, làm mất lòng người khác. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 12 âm, tốt nhất nên đi xa lập nghiệp thì cơ may thành công sẽ cao hơn, tuy có các tinh cao chiếu nhưng cũng khó lòng vạn sự như ý. Sống khoan dung độ lượng, phóng khoáng với người, có trước có sau, cũng nhờ thế mà dù tiền vận vất vả khó có được thành công trong sự nghiệp, nhưng từ trung vận trở đi bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp dần khởi sắc, giành được nhiều cơ hội phát triển cũng như dễ bề gặt hái thành công hơn. Tử vi nói rằng, đường tài lộc của người này trong thời gian tới đây có sự phát triển mạnh mẽ, con giáp này làm ăn thuận lợi, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống không cần phải suy nghĩ quá nhiều, tuy nhiên, bản mệnh cũng không nên chủ quan tiêu xài hoang phí, kẻo lại rơi vào vòng luẩn quẩn thu không bù nổi chi. Vận trình sự nghiệp của bản mệnh thuận lợi, việc hợp tác làm ăn của tuổi này với các đối tác có sự diễn tiến suôn sẻ, bản mệnh có các tinh phù trợ, quý nhân nâng đỡ, nên công việc cũng như cuộc sống đều không gặp khó khăn, con giáp này đang đi đúng hướng, chỉ vẫn tự tin vững vàng, quyết đoán là có thể đạt được thành công. Về chuyện tình duyên, Đinh Tỵ sinh tháng 12 nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, người độc thân có thể tìm kiếm mối quan hệ mới thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Quý vị thân mến, trong khi hầu hết chúng ta ngày nay cố gắng để lại cho con nhiều của cải, thì người xưa tập trung giáo huấn về cách làm người và thừa kế cho con bằng những bài học về đạo đức. Người xưa có câu, lấy đạo đức làm báo vật truyền ra thì gia tộc hưng thịnh trên 10 đời, lấy việc học hành, đọc sách, làm báo vật truyền ra thì đứng thứ hai, lấy kinh sách, thi thư, làm báu vật truyền ra thì đứng thứ ba, lấy giàu sang phú quý làm báu vật truyền ra thì không quá ba đời. Thế nên bảo trì phẩm chất đạo đức lương thiện mới là nền tảng vững chắc để gia đình kế thừa và phát triển hưng thịnh. Khi con lên làm quan, mẹ của Thôi Huyền Huy dạy con, mẹ nghe thấy có người nói rằng, có con cháu làm quan, nếu như cuộc sống thanh bần, ắt đó là quang thanh liên, còn nếu tài vật dư giả thừa thải, hưởng thụ xa xỉ thì đó hẳn là tham quan. Điều đó rất đúng, nhiều thân thích quan lại dùng tiền của phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng số tiền đó đến từ đâu, nếu là tiền lương bỗng thì còn tốt, còn nếu không thì thử xem có khác gì so với phường giặc cướp. Con giờ đây ngồi mát ăn bát vàng, hưởng bổng lộc triều đình, nếu không thể tận trung vì nước, thanh liêm mà làm việc chính sự thì làm sao xứng đáng với ân huệ của đất trời được. Cổ ngữ nói, kinh sách là thứ được kế tục nhiều đời, nên nó đúc rút kinh nghiệm vô cùng giá trị. Thế nhưng dù biết lợi ích của việc đọc sách, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng thích sách. Một người có thể nuôi dưỡng cho mình thói quen đọc sách cả đời cũng chính là đem trí huệ của nhân loại vận dụng cho mình, từ đó đạt được những thành công nhất định. Một đứa trẻ ham đọc sách thánh hiền sẽ có tri thức, có tầm nhìn, có phong thái, biết sống thiện lương, nhưng sách ngày nay càng ngày càng được sản xuất nhiều làm sao đọc xuể. Do đó cần phải biết chọn lọc, trước tiên đó là những cuốn trau dồi kỹ năng mà người xưa để lại, sau đó là để cả cải thiện công việc, sự nghiệp mà bạn đang theo đuổi, từ đó bạn dần dần nuôi dưỡng tình yêu với sách và khám phá thế giới xung quanh mình qua những sách với chủ đề khác nhau. Trong lịch sử, Khuân Hành là điển hình của tấm gương nhà nghèo, nhờ thông qua khổ học mà công thành danh toại. Khuân Hành là học giả nổi tiếng thời Tây Hán. Ông được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nên ngay từ khi còn nhỏ đã phải đi làm thuê kiếm sống. Ban ngày ông làm người ở cho một gia đình giàu có, đêm đến lại chăm chỉ đọc sách. Bởi vì nhà nghèo không có tiền mua dầu thấp đèn, nên ông đã khoét một lỗ nhỏ ở tường nhà mình, nhờ ánh đèn của hàng xóm mà đọc sách. Về sau, ông đến làm công cho một gia đình giàu có mà không lấy tiền công, chỉ để được đọc sách, vì nhà họ có một thư viện sách lớn, nhờ chăm chỉ học tập mà học vấn của ông vượt trội. Sau này ông được đề bạt làm quan, từng làm đến chức thừa tướng,
Tuy rằng phương thức học tập thời này đã khác xưa rất nhiều, nhưng tinh thần khổ học của họ vẫn đáng giá để chúng ta noi theo. Thôi Huyền Huy nghe theo lời dạy của mẹ, làm một vị quan thanh liêm, tận trung với nước, thương dân như con, nổi tiếng trong sạch lưu danh hậu thế. Qua tấm gương những người xuất chúng được mẹ dạy dỗ như thế nào để thành người có đức có tài, ta đã biết mẹ Mạnh Tử ba lần chuyển nhà vì con. Và hơn ai hết bà biết rằng môi trường để cho con trưởng thành vô cùng quan trọng, bố mẹ hay trường lớp dạy con là một chuyện, người mà con kết giao lại là một chuyện khác. Do đó, là mẹ Hiền nhất định không được bỏ qua việc hướng dẫn con chọn bạn để kết giao. Chuyện kể lại rằng, mẹ của Công Văn Bá, Lỗ Quý Kính Khương là người hiểu nhiều biết rộng, tinh thông lễ nghĩa. Có lần khi con đi học về, bà thấy bạn bè theo Văn Bá đi vào nhà rồi, từ bậc thềm đi giật lùi, tay cầm kiếm đứng thẳng. Hầu hạ Văn Bá giống như đối với cha và anh vậy, Kính Khương gọi con trai lại mắng rằng, ngày xưa khi Chu Vũ Vương bãi triều dây buộc tất trên chân bị đứt, nhìn xung quanh không thấy ai có thể sai khiến được bèn tự mình cúi xuống buộc lại, do đó có thể thành tựu vương đạo. Tề Hoàng Công có 3 người bạn có thể tranh biện với mình, có 5 vị hạ thần có thể khuyên can mình, có 30 người hàng ngày vạch trần sự sai lầm của mình, do vậy mà có thể xây dựng bá nghiệp. Khi Chu Công đang ăn cơm đã 3 lần dừng lại, khi gội đầu giờ cũng 3 lần vén tóc để tiếp đãi người hiền, còn đem lễ vật đến hang cùng ngõ hẻm để viếng thăm hơn 70 người. Do vậy mà có thể duy trì sự thống trị của vương thất nhà Chu, những người trên đều là những vị vua có tài năng bá vương mà chịu hạ mình trước người khác. Người mà họ giao du cũng đều giỏi hơn mình, cho nên bất giác họ cũng giỏi lên. Hiện nay con còn nhỏ, chức vị thấp, người mà con giao lưu đều là người phục vụ con. Rõ ràng là cứ như thế này thì con sẽ không có tiền đồ phát triển gì. Văn Bá nhận sai, từ đó trở đi đều chọn thầy giỏi bạn hiền để phụng dưỡng, chọn những người tuổi cao đức trọng để giao du. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.